Nhà đất Y Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà đất Y Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà đang giảm giá và cần bán gấp. Một căn nhà với diện tích ngang 4,5m, độ dài là 20m, được thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Nhà thiết kế có sân đậu xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp, phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là một căn nhà mặt tiền đường thông nha quý vị, đường tới 8m thông và có thang máy bên trong nha quý vị ơi. Căn nhà đang giảm giá tới 600 triệu đồng cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Chúng ta cùng nhau tham quan con đường trước nhà nha mọi người. Đây là con đường trước nhà này, một con đường nhựa 8m thông, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Đường này chúng ta có thể chạy được một lúc 3 chiếc xe hơi nha. Và khu vực này thì rất là an ninh, xanh mát và vô cùng là yên tĩnh đấy nha quý vị. Căn nhà này thì đang nằm trên trục đường Phan X, phường 12, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nằm trong một khu dân cư hẻm thông, đồng bộ, khu nhiều cây xanh, thoáng mát và vô cùng đẹp của trục đường Phan X, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà nha mọi người. Bên ngoài chúng ta có khoảng vỉa hè này. Bên trong là lớp cửa chính, lớp cửa cổng của căn nhà và một khoảng sân 6m chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ nha quý vị. Đây là sân đậu xe hơi và xe máy của căn nhà. Nhà này có diện tích nên gia chủ trừ sân đậu xe hơi và thiết kế là một trệt một lửng 3 lầu, bao gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và căn nhà này đang giảm giá tới 600 triệu đồng cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Giá bây giờ gia chủ chào bán cho siêu phẩm nhà đẹp, thiết kế hiện đại, có thang máy tặng kèm full nội thất này là 12 tỷ 900 triệu đồng còn bớt nha quý vị. Quý anh chị quan tâm hãy gọi cho Y Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta đang di chuyển vào không gian cửa chính của căn nhà. Thì đây chúng ta có để ý nhìn thấy này, phía trên đua ban công là tới hơn 2m nha mọi người. Và cửa chính của căn nhà là một lớp cửa nhôm xin pha. Di chuyển vào trong, chúng ta tới với khu vực không gian phòng khách đầu tiên của căn nhà, phòng khách phía sau khu vực sân đậu xe. Cái phòng khách này chúng ta có thể tiếp khách hoặc là cũng có thể làm phòng đậu xe, hoặc là ở đây chúng ta có thể làm phòng làm việc. Nếu mà chúng ta sử dụng khu vực này làm phòng khách, chúng ta có thể làm phòng tiếp khách ở đây nha. Và chúng ta còn một phòng sinh hoạt chung trên không gian tầng lửng nữa. Nhà này thiết kế với 6 phòng vệ sinh luôn nha mọi người, tầng lửng có vệ sinh luôn và nhà có thang máy 450kg kèm theo. Phía dưới khu vực không gian phòng khách này thì gia chủ đổ bê tông và ốp gạch 80 vuông nha. Hai bên tường thì chúng ta có trang trí dán tường, trang những trang trí tủ rượu và tủ kệ trang trí này ở gần với khu vực cầu thang này. Và thấy bên này là tủ rượu nha. Tất cả đồ gỗ trong căn nhà đều được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, bao gồm tủ bếp, tay vịn cầu thang, tủ áo và giường ngủ đều làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ đỏ nha quý vị. Một mẫu nhà phố hiện đại mà bên trong nó lại lai lai theo kiểu cổ điển nha mọi người. Chúng ta đang di chuyển vào không gian phòng bếp của căn nhà. Phòng bếp của căn nhà thì chúng ta có một bộ bàn ăn này, trên tường chúng ta có dán tường, tranh trang trí trần thạch cao, đèn chùm và khu vực tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu là gỗ đỏ nha quý vị. Khu vực này thì gia chủ có thiết kế khu vực đặt bếp âm, khu vực đặt máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để gạo và khu vực khu để tủ lạnh nha mọi người. Đây là không gian đặt bàn ăn. Phía sau căn nhà sẽ là khoảng giếng trời rộng và vệ sinh cuối nhà. Khoảng giếng trời này thì gia chủ đào ốp lát và rào chắn rất là kỹ ở trên khu vực không gian giếng trời để lấy thoáng và lấy gió cho không gian các phòng ngủ phía sau. Đây là phòng vệ sinh của phòng dưới tầng trệt nhé, của không gian phòng khách và bếp ở dưới tầng trệt. Còn đây là hùng quay từ phía sau ra, không gian phòng bếp hùng quay ra này. Phòng bếp rất là rộng nha mọi người. Quý chị thích những căn nhà rộng ngang tới 4,5m, 5m và có thang máy nữa thì hãy liên hệ với Huy Hùng để đi xem căn nhà này nha mọi người. Vì căn nhà này là một căn nhà nằm trên trục đường rất là rộng, trục đường Phan X và đường trước nhà lên tới 8m đường thông. Khu dân cư ổn định, an ninh, xe hơi xe tải ra vào quay đầu tránh nhau thoải mái. Nhà thì có diện tích ngang 4,5m, độ dài 20, phù hợp vừa ở vừa làm phòng công ty và đặc biệt thì nhà có thang máy nữa.
và gia chủ đang cần tiền bán gấp nên giảm giá tới 600 triệu đồng cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ gia chủ bên nhà đất Huy Hùng chào bán cho siêu phẩm nhà đẹp này là 12 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Quý anh chị quan tâm hãy bốc máy và gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và dẫn đi xem nhà, cũng được hỗ trợ vấn đề pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà. Và chúng ta đang bước lên không gian tầng lửng phòng tiếp khách. Thì trên đây chúng ta có những khu vực trang trí này, một phòng tiếp khách khép kín như đây. Thì cái phòng này chúng ta có thể làm phòng karaoke gia đình, phòng sinh hoạt chung, hoặc phòng tiếp khách, hoặc có thể làm phòng ngủ dành cho người già luôn cũng được nha mọi người. Nếu chúng ta làm phòng ngủ thì chúng ta sẽ có 5 phòng ngủ. Vì đây là phòng này thì gia chủ có thiết kế có máy lạnh này, có vệ sinh này, rồi có cửa sổ ra giếng trời, nên là chúng ta có thể làm phòng ngủ được luôn nha quý vị, vì nó có vệ sinh rồi. Đây là phòng vệ sinh này, chúng ta chỉ cần làm cửa lại là có thể làm phòng ngủ số 5 của căn nhà. Và đây là không gian phòng sinh hoạt chung, hoặc là phòng tiếp khách, phòng karaoke, hoặc là phòng ngủ số 5. Thì phòng này gia chủ có bố trí tủ kệ tivi, tủ rượu và những trang trí. Phía trước thì chúng ta có cửa kính cường lực 10 ly, rồi khu vực lan can bên ngoài, nhà thiết kế 3 giếng trời nha quý vị. Chúng ta sẽ có 2 giếng trời ở dưới nhà, một giếng trời đấy sáng và một giếng trời đấy gió ở dưới nhà, cộng với một giếng trời ngay khu vực cầu thang máy để lấy sáng. Và khu vực cầu thang máy này, cầu thang máy chúng ta là cầu thang máy 450kg nha quý vị. Chúng ta sẽ vào cầu thang máy để đi lên lầu tham quan không gian phòng ngủ số 1 và số 2 nha. Cầu thang máy cũng rất là đẹp nha quý vị. Chúng ta đang vào tham quan cầu thang máy. Thì cầu thang máy ở đây thì gia chủ thiết kế vô cùng đẹp mắt và có thiết kế rất là đẹp. Cầu thang máy này, cầu thang máy 450kg. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 và số 2 của căn nhà. Đây là những phòng ngủ full nội thất nha quý vị. Nội thất toàn gỗ đỏ, bao gồm giường ngủ, tủ áo, chăn ga, gối đệm và tủ kệ tivi, cũng như tranh ảnh trang trí và các tủ kệ trang trí bên trên phòng ngủ. Phòng ngủ thì chúng ta thấy này, rất là rộng này, bao gồm giường ngủ 2m này. Trên tường thì chúng ta có treo những bức tranh, những ánh đèn LED và những cái khu vực dán giấy. Tất cả phòng ngủ căn nhà này tương đối là rộng và đều có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì đều có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, bồn cầu và lavabo rửa mặt. Phòng ngủ phía sau thì chúng ta có giếng trời ở phía sau và còn có giếng trời ở dưới nhà nữa nha quý vị. Đây là phòng vệ sinh đầu tiên với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi. Quý anh chị đang tìm một căn nhà vừa ở vừa làm văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán, làm showroom spa và nhà có thang máy để chúng ta di chuyển thuận tiện cho khách đi lại cho nó thuận tiện, hoặc là cho người già đi lại cho nó thuận tiện, và diện tích căn nhà thì rộng từ 4,5m đến 5m, thì chúng ta nên đi xem căn nhà này. Một căn nhà có diện tích ngang 4,5m, độ dài 20m và đang được gia chủ giảm giá đặc biệt tới 600 triệu đồng cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ gia chủ chào bán chỉ còn 12 tỷ 900 triệu đồng, thương lượng mạnh. Quý anh chị quan tâm hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và dẫn đi xem nhà, cũng như được hỗ trợ vay ngân hàng, hỗ trợ pháp lý căn nhà và hỗ trợ thương lượng quý anh chị, thương lượng để quý anh chị mua nhà với được mua nhà được giá tốt nha. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2, thì chúng ta có ban công và cửa ra ban công phía trước này. Phòng ngủ số 2 cũng đầy đủ nội thất gỗ đỏ, bao gồm giường ngủ, tủ kệ tivi, tủ kệ đầu giường, bàn trang điểm, tủ áo và những tủ kệ trang trí nha quý vị. Tất cả phòng ngủ thì gia chủ đã đi cả sàn ống máy lạnh và vệ sinh trong. Đi sàn ống máy lạnh chúng ta có thể gắn máy lạnh nha. Phòng vệ sinh căn nhà tương đối rộng với bồn cầu, lavabo rửa mặt đều làm bằng thương hiệu Toto. Bên trong là vòi tắm sen thuyền, bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen. Phòng vệ sinh làm tương đối rộng và sạch sẽ. Rồi chúng ta đang di chuyển lên không gian lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà. Cái phòng ngủ số 3 và số 4 thì gia chủ chưa bỏ giường nha mọi người, chỉ có nội thất cơ bản thôi. Chúng ta sẽ vào tham quan hai phòng ngủ trên đây. Thì hai phòng ngủ trên đây chỉ có nội thất cơ bản, bao gồm tủ áo và tủ kệ tivi, cũng như là khu vực ban công phía trước này. Hai phòng ngủ trên đây thì cũng rộng nha. Quý anh chị muốn gia chủ tặng kèm full nội thất bên trong, đóng full nội thất giống như phía dưới, thì gia chủ cũng ưu tiên đóng cho mình luôn. Còn đây thì gia chủ chỉ làm hai phòng chính thôi, và hai phòng trên đây thì
gia chủ để cho quý anh chị mua nhà thì tự trang trí. Nhưng mà chúng ta có nhu cầu làm luôn nội thất thì gia chủ sẽ làm luôn tặng kèm nha mọi người. Đây là phòng ngủ số 4 này. Như vậy là chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, một gara xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng giặt và một phòng thờ, cũng như là sân thượng trước sau. Và hướng nhà này Hùng xin nhắc lại là hướng đông nam nha quý vị, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và quý anh chị đang có nhu cầu mua một căn nhà ngang 4,5m trở lên, có thang máy và thiết kế đẹp, có sân đậu xe hơi riêng thì nên đi xem căn nhà này, một căn nhà có đầy đủ các yếu tố mà quý anh chị đang cần mua nha. Trên đây chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng giặt này, phòng thờ và sân thượng trước sau. Chúng ta sẽ ra khu vực không gian phòng giặt nha. Đây là khu vực giặt đồ này, khu vực để máy giặt nha mọi người. Và khu vực sân thượng sau của căn nhà, đây là khu vực sân thượng sau thì chúng ta phơi đồ nha. Có cầu thang leo lên trên, hai bên tường thì gia chủ rào chắn và lợp mái hết rồi, có cầu thang leo lên trên luôn này. Và sân thượng phía sau cũng tương đối rộng. Rồi theo chân Hùng, chúng ta ra khu vực không gian phòng thờ và sân thượng phía trước nha quý vị. Chúng ta đang tiến ra khu vực không gian phòng thờ. Đây là không gian phòng thờ, một cái phòng thờ tương đối rộng và thoáng mát. Đây nha quý vị, không gian phòng thờ gia chủ làm rất là kỹ và rộng rãi này. Rồi bước ra phía trước, chúng ta tới với khu vực sân thượng phía trước của căn nhà. Đây là khu vực sân thượng phía trước này. Quý anh chị vừa xem xong video trực tiếp căn nhà bán với diện tích ngang 4,5m, độ dài 20m. Thiết kế có sân đậu xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này đang giảm giá tới 600 triệu đồng cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ gia chủ chào bán chỉ còn 12.900.000 đồng, còn bớt. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem và hỗ trợ quý anh chị vay ngân hàng cũng hỗ trợ thương lượng giá tốt. Rồi nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo. Xin chào.